Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 8 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài 31 rồi đúng không nào? Chúng ta đã biết cách tính xác suất bằng tỷ số rồi. Để tính xác suất bằng tỷ số thì chúng ta chỉ việc nắm cái gì? Biết được cái tổng. Và cái gì? Kết quả thuận lợi. Chúng ta lấy kết quả thuận lợi, chúng ta chỉ cái tổng là xong nha. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài 32, đó chính là mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm với xác suất và ứng dụng. Được chưa? Chúng ta sẽ đi sang ở cái phần câu ở khởi động này. Hình 8.4 là cảnh tắc đường ở đường Nguyễn Trãi vào giờ cao điểm buổi sáng từ lúc là 7:30 cho tới 8 giờ, nghĩa là tắc đường là 30 phút luôn. Liệu ta có thể tính được xác suất của biến cố tắc đường vào giờ cao điểm buổi sáng ở đường Nguyễn Trãi hay không? Theo em là có hay không? Chắc chắn là có. Người ta sẽ dự đoán em nha. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ đi sang phần 1 này. Ở lớp 6, rồi cái này. Trong những tình huống thực tế này, ta đi sang hoạt động 1 này. Ông An theo dõi và thống kê số cuộc điện gọi điện thoại đến cho ông trong một ngày sau 59 ngày. Tổng này. Tổng ra là 59 ngày. Các bạn như sau, số ngày cộng hết mấy ngày lại là bằng 59 ngày này. Nha. Gọi A là biến cố. Trong một ngày ông An nhận được nhiều hơn 6 cuộc gọi. Nhiều hơn 6 cuộc. Như vậy số cuộc gọi điện thoại trong một ngày nhiều hơn 6 cuộc, nghĩa là có 7 cuộc và 8 cuộc. Có đúng không? Có 7 cuộc và 8 cuộc. Như vậy đây là 7 và đây là 8. Phải nào? Như vậy thì hỏi trong 59 ngày có bao nhiêu ngày có bao nhiêu ngày biến cố A xuất hiện. Như vậy nhiều hơn 6 cuộc. Nhiều hơn 6 cuộc nghĩa là gì? Nhiều hơn 6 cuộc nghĩa là có 7 cuộc hoặc là 8 cuộc. Đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ bằng là gì? 7 cuộc là 2 ngày. 8 cuộc là 3 ngày. 2 cộng 3 là bằng 5. 5 ngày. 5 ngày như vậy tổng ta là bao nhiêu? 59 ngày. Thì trong nó có 5 ngày nó xuất hiện là 7 cuộc hoặc là 8 cuộc, nghĩa là nhiều hơn 6 cuộc. Như vậy xác suất của biến cố A như vậy BA của chúng ta ở đây là ta lấy 5 chia đây cho 50 59. Hiểu chưa? Ok. Như vậy thì ở đây người ta nói là giả sử trong nơi lần thế giỏi. Khi đó xác suất thực nghiệm của biến cố E bằng là K trên N, tức là bằng tỷ số lần xuất hiện biến cố E và số lần thực nghiệm hoặc là theo dõi hiện tượng đó. Phần này thì em ghi bài nhé. Ghi bài. Được chưa? Rồi xong. Ta sang phần tiếp theo nha. Ta đi sang ở phần ví dụ 1 em. Trở lại là trong tình huống trong hoạt động 1. Phần này người ta đã giải em rồi. Ta xem này nha. Rồi. Phần này dễ. Phần này chúng ta chỉ việc dựa vào câu hỏi người ta dựa cái bảng hồi nãy á, ta liệt kê ra và người ta xem được có bao nhiêu ngày thôi. Ta sang phần luyện tập 1 này. Luyện tập 1 em. Một cửa hàng thống kê số lượng các loại điện thoại. Vâng. Bán được trong một năm vừa qua như sau. Được chưa nào? Như vậy thì loại điện thoại A, số lượng bán được tính theo chiếc nha. B, C. Tính xác suất thực nghiệm biến cố Y, chiếc điện thoại loại A được bán ra trong năm đó của cửa hàng. Như vậy bây giờ chúng ta đã có cái tổng chưa? Chưa có cái tổng thì chúng ta lấy mấy này cộng lại. Lấy này cộng này lại. Ở đây bằng cái này nha. Chúng ta đã có cái tổng nè. Như vậy tổng số chiếc điện thoại đã được bán ra ở trong năm đó thì chúng ta lấy 712 cộng 1035 cộng 1085. Tổng ta đây là 2832 chiếc. Đúng không?
Như vậy thì 712 1035 1085. Như vậy trong đó thì cái số chiếc điện thoại loại A trong 2832 chiếc là bán được là 712 chiếc, thì bây giờ chúng ta sẽ tính ra được là B của A, B của Y, biến cố này biến cố Y sẽ bằng loại A chúng ta là bằng gì? 712 chia ở đây cho 2832. Chúng ta nhập ở trong điện thoại xem thử nó rút gọn bằng bao nhiêu nha. Ta bấm theo kiểu phân số này, 712 2832. Ta bấm cho bằng. Ta bấm như này, ta bấm cho bằng nha. Đây, 89 phần 354. Vậy thôi. Xác suất của biến cố Y em là bằng như vậy. Được chưa? Xong. Ta đi sang phần 2 em, mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm với xác suất. Rồi. Từ 0 đến 1 gọi xác suất. Chúng ta đọc nhé. Thầy đọc nhiều nó mệt lắm em. Chúng ta ghi thầy phần này vô. Xác suất của biến cố E được ước lượng bằng xác suất thực nghiệm của E. BE thì bằng K trên N, trong đó N số lần thực nghiệm hay là theo dõi hiện tượng nào đó, K là số lần biến cố E xảy ra. Nha. Cái này giống như là chúng ta làm theo kiểu là gì? Là phần tỉ số đấy, tổng với lại là cái kết quả thuận lợi đấy. Là nán nhau như vậy, được chưa? Ta sang ví dụ 2. Kiểm tra ngẫu nhiên 500 chiếc TV sản xuất thì trong nó có 4 chiếc không đạt chất lượng. Thì 4 phần 50 này. Dễ không em? Trong 500 lần quan sát thì có biến cố Y xảy ra 4 lần nè. Xác suất của nó là 0,8. Ở đây người ta tính theo phần trăm nghe em nha. 0,008 ở đây nhân cho 100%. Thì đây ra được là 0,8% này. Ta hiểu như vậy, ngay chỗ đây này. Ta sang phần luyện tập 2. Trở lại tình huống mở đầu, giả sử camera quan sát đường điện trải trong ở đây là tổng ra là 365 ngày, ghi nhận được là 217 ngày tắt đường. Như vậy xác suất của nó thì BE ta lấy 217 chia cho đây là 365 ngày và nhân cho 100%, ở đây gần bằng bao nhiêu này? Đây em, nó bằng 0,594, gần bằng 0,594 hơn. Sau đó chúng ta sẽ nhân cho 100%, bằng 59,4%. Được chưa? Xong. Để thôi. Ta có ví dụ 3. Thì cái thời Covid-19 là thầy nói khủng khiếp nhất, không dám ra đường. Và số người chết này trên toàn thế giới này. Nhiễm này, đây là tổng số người nhiễm này, 279 triệu này, mà trong đó là đã có hơn 5 triệu người chết này. Thì em lấy này chia này thôi. 1,93%, nghĩa là cứ 100 người bị nhiễm thì gần xác suất là gần 2 người bị chết chứ. 1,93. Đây xem phần luyện tập 3 game. Trong ở đây, chờ đời thấy ở đây là có này bị trai hãy ước lượng xác suất của biến cố là bị gái. Như vậy thì bây giờ tổng người ta là tầm này trẻ mà đây là bị trai thì để tính bị gái chúng ta lấy này trừ thằng này. Ta có là trị sơ sinh là bi gái là ở đây bằng đây ta là lấy 240.000 hả, trừ 123.120 bi trai như vậy ra được là em thấy bữa nay cái tỷ lệ nam và nữ nó chênh lệch với nhau rất là nhiều em. Đây là gái này. Bây giờ người ta yêu cầu các em là hãy ước lượng xác suất của biến cố bé gái.
Sau đó chúng ta ghi ở đây. Vậy xác suất, bỏ từ đây đi, chúng ta thêm từ vậy ở chỗ này. Em ghi là vậy xác suất của biến cố trẻ sơ sinh là bé gái là. Như vậy thì ở đây là thì chúng ta sẽ lấy là gì em? 1 chấm hai chấm này, 116880. Ở đây chúng ta chia cho tổng ở đây là 2.400 trẻ sơ sinh ở đây bằng. Đúng không? Chia ở đây cho 240. 0, ở đây là 0, mấy? 0,487 ở đây em nhân cho 100 ra phần trăm nha. 48 ở đây là bằng 48,7% em nha. Chứng tỏ nam là nhiều hơn nữ. Và người ta ước tính là tới năm 2030 là ở Việt Nam chúng ta là sẽ thừa ra là khoảng bao nhiêu triệu người đàn ông. Mấy triệu người đàn ông em. Và những người đàn ông này mà ới vợ, không có vợ, thừa, thì em biết là cái xã hội của mình nó sẽ gặp rất là nhiều rủi ro. Trong đó ví dụ nạn hiếp dâm hay là cái nạn cưỡng bức hay là này nọ thì thầy nói các em sau này người ta lớn người ta sẽ hiểu. Nó rất là phức tạp em, nên là cái việc tỷ lệ mà nam nữ tỷ lệ 1:1 cân đối thì 50-50 á thì ok. Cho đây bây giờ hiện tại Việt Nam mình là do cái nhiều biện pháp ví dụ siêu âm hay là soi trứng các kiểu người ta lựa chọn cái giới tính trước khi đẻ em. Ví dụ người ta sẽ soi trứng, ví dụ X với Y là tạo thành nam đúng không? Tại vì con ta nhớ này, X với X là gái và X Y là nam. Thầy nói về sinh học một xíu nhé. Như vậy người phụ nữ chỉ cho một trứng X thôi, đây là nữ này, người phụ nữ. Còn người đàn ông á, người đàn ông á, nam á là sẽ cho hai loại tinh trùng, đó chính là loại tinh trùng X và loại tinh trùng Y. Tinh trùng Y em, nếu X này vào đây kết hợp để tạo thành XX là con gái, còn nếu Y vô đây thì tạo thành nam. Như vậy người đàn ông là người quyết định sinh con trai hay con gái là do người đàn ông quyết định, chứ không phải người phụ nữ. Người phụ nữ chỉ cho ra một trứng X thôi, nhớ nha. Đang học toán nhưng mà thầy cũng sẽ liên hệ để nói cho các em phần sinh học để chúng ta nắm. Về phần 3 là ứng dụng em nha. Rồi, phần này chúng ta có thể ghi phần lý thuyết này vô. Tay sang phần trang tiếp theo nha. Ở trong đây người ta đưa ra các em ví dụ 4 này. Một nhà sản xuất linh kiện điện tử thì đây 100 sản phẩm các bạn nhìn sau. Sản phẩm không có lỗi các kiểu. Đây. Người ta ở đây giải cho các em này. Giải đâu. Dễ lắm em, cũng không có khó, không khó. Người ta hỏi cái gì thì người ta sẽ trả lời cái đó thôi. Người ta sẽ đưa cái xác suất và người ta đã cho xác suất đó trước, xác suất đó trước, sau đó người ta lấy cái này chia này và bằng đúng cái xác suất này, ta lấy này nhân này ra được hát, không khó đúng không em? Thầy sẽ làm thì em phần luyện tập 4 này, nha. Ta đi xem phần luyện tập 4 xem thử ở đây người ta hỏi như này, thống kê điểm kiểm tra cuối năm môn toán của một nhóm ở đây 100 học sinh này. Lớp 8, tổng ta đây là 100 học sinh của khối lớp 8 ha. Trường đô nhân rồi, điểm này. Số học sinh thì chắc chắn ở đây cộng lại hết là bằng 100 học sinh đúng không? Bây giờ điểm từ 1 cho tới 10. Nghe ví dụ điểm 1 này có bao nhiêu học sinh? Điểm 1 này có 7 học sinh này, điểm 2 có 9 học sinh. Như vậy ví dụ điểm 10 là có 8 học sinh, ví dụ thế. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của trường X, hãy tính xác suất thực nghiệm của biến cố sau này. Học sinh đó có điểm nhỏ hơn hoặc bằng 5. Nhỏ hơn hoặc bằng 5 nghĩa là từ 5 trở xuống. Đây, 5 đây em thấy không? Nghĩa là từ đây chúng ta cộng trở xuống. Như vậy thì nhỏ hơn hoặc bằng 5 nghĩa là từ điểm 1 cho tới điểm 5. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy này, điểm 1 ra đây là mấy? Là 7 đúng không? Cộng đây mấy? Điểm 2 là 9, điểm 3 là 11, cộng điểm 4 là 11 và điểm 5 ở đây là 12. Ta cộng lại thử có bao nhiêu học sinh. Em hiểu không? Nhưng mà ở đây người ta lấy 7 cộng 9 cộng 11. Ê, gì vậy?
cộng 11 cộng 12. Ở đây là bằng 50 học sinh. 50 học sinh. Như vậy thì ở đây người ta yêu cầu là hãy tính xác suất thực nghiệm của 50 của cái thằng này, thì chúng ta sẽ lấy là gì? 50 phần 100 thì kết quả đây là bằng 1/2, nghĩa là 50% đó. Em hiểu không? 50%. Tiếp tục. Thầy bỏ máy tính ra. Học sinh đó có điểm là từ 4 tới 9. Đây. Từ 4 cho tới 9, chúng ta lấy máy này cộng lại này. Như vậy đây chúng ta sẽ có 11, điểm 4 là 11 này. Cộng đây 12 là điểm 5 này. 6 là 12. Điểm 7 là 13. Điểm 8 là 9. Và điểm 9 là 8 học sinh. Cộng lại xem được bao nhiêu này. Ta có đây là gì nè? 11 cộng 12 cộng 12 cộng 13 và cộng cho 9 cộng cho 8. 65 này. 65 học sinh. Như vậy thì cái xác suất, cái xác suất này thì nó sẽ bằng là 65 phần 100. Em bấm 65 phần 100 là tự rút gọn nha. Nó bằng 13 phần 20 này. 13 phần 20. 13 phần 20 xem thử này. 0.65 à. Còn cái thằng này là bằng 0.5 đúng không em? Cái này bằng 0.5. Rồi. Hãy dự đoán trong 80 học sinh của lớp 8 chọn ngẫu nhiên từ 3 lớp khác nhau, khác của trường X, có bao nhiêu học sinh có số điểm không vượt quá 5 điểm. Thì bây giờ chúng ta sẽ gọi thôi. Cái phần này chúng ta sẽ gọi K là số học sinh nó không vượt quá 5 điểm. Thì cái biến cố A này này, biến cố A này á, thì nó phải là bằng là K chia cho tổng. Bây giờ tổng ta đây là không phải 100 nữa là 80. K phần 80. Và cái K phần 80 này, hồi nãy ở trong cái phần câu A, chúng ta thấy là cái xác suất này tự nhỏ bằng 5 này, xác suất chúng ta là bằng bao nhiêu? Bằng 1/2, nghĩa là 0.5. Thì cái thằng này là bằng 0.5 này. Đấy. Ước lượng, nghĩa là gần bằng 0.5. Như vậy từ đó chúng ta suy ra, em lấy K này sẽ bằng 80 nhân ở đây cho 80 nhân ở đây cho gì? 0.5. Cái này gần bằng em. Như vậy kết quả đây sẽ gần bằng là bao nhiêu? 40 đúng không? K này sẽ gần là 40. 40 học sinh. Hiểu không? Hiểu chưa? Tương tự như vậy, có bao nhiêu học sinh từ điểm 4 tới điểm 9? Như vậy ở đây chúng ta cũng sẽ có cái xác suất biến cố A đi. Ở đây có phải bằng là cũng là K phần 80. Ở đây bằng bao nhiêu? Gần bằng ở đây là 0.65. 0.65 bây giờ để tính K thì suy ra K này sẽ gần bằng là 0.65 nhân 80. Ở đây gần bằng là bao nhiêu nè? Ta lấy 0.65 ta nhân ở đây là 80. 52 học sinh nha. 52 học sinh. Xong, ở câu B. Vậy thôi. Rất là dễ đúng không nè. Ta có câu A và câu B kìa. Như vậy thì ở đây câu A trên đó hoàn chỉnh luôn nha. Câu B này gọi K học sinh rồi đó. Rồi ok. Hồi nay 40. Rồi ở cái phần này, phần phía dưới này thì chúng ta cũng gọi K là số học sinh có điểm số có điểm số là bao nhiêu em? Ở đây theo đề bài này có điểm số là từ 4 đến 9 điểm. Từ 4 đến ở đây là 9 điểm. Đúng không? Như vậy thì khi đó chúng ta sẽ ghi tiếp theo phía dưới luôn cho thầy nha. Để chúng ta ghi cho nó hoàn chỉnh á. Chúng ta có ở đây là cái đây là biến cố B đi. Sẽ gần bằng là K phần 80. Các em ghi là thay giá trị ước lượng của BB ở trên ta được. Ta được là gì? K phần 80. Đúng, K phần 80. Ở đây sẽ gần bằng là 0.65. Từ đây chúng ta suy K sẽ gần bằng là
0,65 nhân đây cho 80 thì ở đây gần bằng là 52 học sinh. Được chưa? Chúng ta kết luận ở đây là vậy. Có khoảng 52 học sinh có số điểm từ 4 điểm đến 9 điểm. Vậy thôi. Xong nha. Đây câu A này, em bấm máy tính luôn. Màn hình của điện thoại chúng ta dừng lại, chúng ta ghi chép. Thấy rất là rõ đúng không? Câu A. Em nhìn tới câu A tới 0,65 này. Sau đó chúng ta sẽ đi sang câu B. Ở đây. Đó. Ta ghi nói theo nha. Được chưa? Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho em phần bài tập. Em nha. Chúc em học tốt. Bye bye. Ok. Rồi, xin chào các em ủng hộ cái kênh.